dựng tứ giác đều khi biết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy 13 dm cao 10 dm r lớn và r nhỏ. Bài toán vui dành cho học sinh lớp 1 rèn luyện tư duy quan sát sự vật hiện tượng. Và câu hỏi thách thức dành cho sinh viên từ đại học trở lên. Chú ý tuyệt đối cấm sử dụng kiến thức lớp 1 để trả lời. Chỉ được phép sử dụng kiến thức từ đại học trở lên. Đề bài, cho một tam giác ABC nội tiếp hình vuông CDEF có 4 cạnh bằng nhau, thực tế cạnh 12 dm và diện tích 144 dm vuông. Biết đường cao AH bằng 10 dm và cạnh đáy BC bằng 13 dm. Phần dành cho sinh viên biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng 3,524695926 và bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng 7,122481159. Phần câu hỏi thứ nhất, quan sát hình vẽ có nhận xét gì về các đỉnh ABC của tam giác? Câu trả lời, tam giác có một đỉnh C trùng với đỉnh hình vuông, và hai đỉnh còn lại A và B nằm ở hai cạnh đối diện. Câu hỏi thứ hai, hãy kể tên ba đoạn cạnh hình vuông cạnh đáy và chiều cao tam giác theo độ dài từ bé tới lớn. Câu trả lời, chiều cao AH bằng 10 dm, cạnh hình vuông DC, cạnh đáy BC bằng 13 dm. Đối với trình độ sinh viên có thể bỏ qua, vì câu trả lời hơi phức tạp, cạnh đáy BC bằng 13 dm là lớn nhất và lớn hơn cạnh hình vuông vì cạnh huyền thì lớn hơn cạnh góc vuông tiên đề trong hình học. Nhưng cạnh hình vuông chưa thể kết luận lớn hơn 10 dm, cần lập luận cụ thể để rút ra kết luận. Vì thế đẳng cấp trên đại học nên bỏ qua câu trả lời này. Gợi ý câu trả lời, vì cạnh hình vuông chứa tam giác 130 chia 2 dm vuông phải có độ lớn tối thiểu DC lớn hơn hoặc bằng 11 phết. Câu hỏi thứ ba, cạnh hình vuông bằng bao nhiêu dm thì sao? Câu trả lời, cạnh hình vuông DC bằng 12 dm, vì cạnh DC có độ lớn gần cạnh đáy BC bằng 13 dm hơn đường cao AH bằng 10 dm. Chú ý học sinh lớp 1 chỉ biết số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 và 11 và 12 nên các em chỉ có thể trả lời cạnh DC bằng 11 hay bằng 12 dm là một trong hai số nằm giữa 10 và 13. Câu trả lời của đẳng cấp trên đại học, chú ý, đề bài có thêm yếu tố, biết đường cao AH bằng 10 dm và cạnh đáy BC bằng 13 dm, phần dành cho sinh viên biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng và bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng. Đúng theo lý thuyết toán học, chỉ cần biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng hoặc tuyệt đối bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng là đủ 3 yếu tố xác định tam giác ABC. Song để đơn giản hóa cách giải đề cung cấp cả hai số liệu. Gợi ý, ta có bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng 2S chia A cộng B cộng C. Với S bằng diện tích hình tam giác, A cộng B cộng C bằng chu vi tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng A nhân B nhân C chia 4S. Với S bằng diện tích hình tam giác, ABC là ba cạnh tam giác, biết C bằng 13, tổng A cộng B và tích A nhân B. Suy ra, A bằng AB bằng 11,560278133, B bằng AC bằng 12,322334406. Bước dựng hình, từ tâm O vẽ đường tròn tâm O bán kính R lớn bằng. Vẽ dây cung BC bằng 13 dm, dựng AX song song BC cách BC 10 dm, cắt đường tròn tâm O tại A với AB bằng 11,560278133 dm và AC bằng 12,322334406 dm. Kiểm tra độ chính xác, BH bằng căn bậc 2 AB bình phương trừ 10 bình phương bằng 5,8 dm, CH bằng căn bậc 2 AC bình phương trừ 10 bình phương bằng 7,2 dm. Xong phần dựng tam giác ABC, cạnh hình vuông bằng bao nhiêu dm? Để chứng minh, cạnh hình vuông bằng 12 dm. Vấn đề khá phức tạp, xong nếu dùng phương pháp phản chứng thì vấn đề đơn giản hơn. Bước dựng hình vuông cạnh 12 dm CDEF. Bước 1, vẽ đường tròn đường kính lần lượt là AB bằng 11,560278133 dm, là AC bằng 12,322334406 dm, là BC bằng 13 dm. Từ đỉnh C của hình vuông và tam giác vẽ dây cung CF bằng 12 dm nằm ngoài tam giác. Ta có cos BCF bằng 12 chia 13. Suy ra, góc BCF bằng 90 trừ 67,380135052. Ta có sin ACB bằng 10 chia 12,322334406. Suy ra, góc ACB bằng 54,24611274546. Góc DCA bằng 67,380135052 trừ 54,24611274546. Góc DCA bằng 13,1340222304. Suy ra, cạnh DC bằng 12,322334406 nhân cos DCA bằng 12,322334406 nhân cos 13,1340222304 bằng 12 dm.
Bước 2, từ đỉnh C vẽ CD bằng 12 dm về phía ngoài tam giác. Vẽ DA và FB cắt nhau tại E nằm trên đường tròn đường kính AB. Dựng xong hình vuông, câu hỏi thứ tư, đây là câu hỏi thách thức, yêu cầu người giải không được phép sử dụng hình học lượng giác, hình học giải tích, thuật toán phần mềm để giải quyết vấn đề. Xét điểm x trên cạnh DE của hình vuông CDEF có cạnh bằng 12 dm. Chứng minh khi DX bằng 8 dm thì CX là phân giác của góc DCB bằng 67,38013505 độ. Nghĩa là góc DCX bằng 33,69006726 độ. Vì không được sử dụng công cụ hình học lượng giác nên không được phép viết. Ta có tan 33,69006726 bằng 8/12. Suy ra, góc DCX bằng 33,69006726 độ. Và bằng 1/2 góc DCB bằng 67,38013505 độ. Suy ra, CX là phân giác góc DCB. Gợi ý, hai lần diện tích tam giác XBC bằng XY nhân BC bằng 2 × 12 mũ 2 × 5 × 12 × 7 × 4 × 12 × 8 bằng 104 bằng 13 nhân XY. Với XY là đường cao bằng 8 dm, suy ra hai tam giác vuông XCD bằng XCY bằng nhau. Suy ra hai góc XCD bằng góc XCB. Vậy, CX là phân giác góc DCB. Câu hỏi thứ 5 bis. Đây là câu hỏi thách thức, yêu cầu người giải không được phép sử dụng hình học lượng giác, hình học giải tích, thuật toán phần mềm để giải quyết vấn đề. Dựng tứ giác đều khi viết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy AC bằng 169 dm, chiều cao BH bằng 119 dm, và EA bằng 91 dm và FB bằng 65. Nhận xét gì về góc ACB, và cho biết bán kính L lớn vòng tròn ngoại tiếp là bao nhiêu? Bài toán vui dành cho học sinh lớp 1 rèn luyện tư duy quan sát sự vật hiện tượng. Quan sát đề bài bằng hình vẽ, các em học sinh lớp 1 dễ dàng đưa ra nhận xét. Đường cao CK và cạnh CF cùng bé hơn cạnh CB. CF bằng CK bằng 156 dm. EA bằng EB bằng 91 dm. Chú ý đừng quá tin tưởng vào quan sát của mắt, đây là cơ sở giả thiết để khẳng định kết quả các tính toán là đúng. Lập phương trình diện tích, gợi ý, gọi C156 là cạnh hình vuông, tính tổng diện tích các hình tam giác vuông. 2S tổng bằng 91 nhân C156 trừ 65 cộng C156 trừ 91 nhân C156 cộng 65 nhân C156. Ta có 2C156 bình phương bằng 2S tổng cộng 2S tam giác. 2C156 bình phương bằng 91 nhân C156 trừ 65 cộng C156 trừ 91 nhân C156 cộng 65 nhân C156 cộng 119 nhân 169 bằng C156 mũ 2 cộng 65 nhân C156 cộng 119 nhân 169 trừ 91 nhân 65. Suy ra, C156 mũ 2 bằng 65 nhân C156 cộng 26026. Vậy, C156 bằng 156, cạnh hình vuông là 156 dm. Câu hỏi thứ 6, dựng tứ giác đều khi viết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy AC bằng 305 dm, cao BH bằng 169 dm, và BC là phân giác góc ACF. Vẽ tia CI tiếp xúc đường tròn tâm F bán kính FY bằng 1/2 bf. Bài toán hình học này chỉ còn cách giải bằng đại số. Gợi ý, bước 1, gọi C273 là cạnh hình vuông. Ta có x bằng 305 trừ C273, dự đoán x bằng 32 vì đây là bài toán chuẩn lớp 1 liên nghiệm là nghiệm nguyên. Tính tổng diện tích các hình tam giác vuông, ta có 2C273 mũ 2 bằng 2S tổng cộng 2S tam giác. C273 mũ 2 chia 169 bằng 610 trừ 169. C273 bằng căn bậc 2, 441 nhân 169. C273 bằng 273. Dựa vào các thông số 169 và 273 và 305 để vẽ hình vuông và tam giác. Vẽ tia CI tiếp xúc đường tròn tâm F bán kính FY bằng 1/2 bf. Câu hỏi thứ 6 bis. Đây là câu hỏi thách thức, yêu cầu người giải không được phép sử dụng hình học lượng giác, hình học giải tích, thuật toán phần mềm để giải quyết vấn đề. Dựng tứ giác đều khi viết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy AB bằng 10 dm, chiều cao CH bằng 12 dm. Và EA bằng 6 dm, nhận xét gì về góc ACB, và cho biết bán kính L lớn vòng tròn ngoại tiếp là bao nhiêu. Bài toán vui dành cho học sinh lớp 1 rèn luyện tư duy quan sát sự vật hiện tượng. Quan sát đề bài bằng hình vẽ, các em học sinh lớp 1 dễ dàng đưa ra nhận xét. Đường cao CH và cạnh CF cùng bé hơn cạnh CB. CF bằng CH bằng 12 dm, EA bằng AD bằng 6 dm,
Đây là cơ sở giả thiết để khẳng định kết quả các tính toán là đúng. Lập phương trình diện tích, gợi ý, gọi C12 là cạnh hình vuông, tính tổng diện tích các hình tam giác vuông. 2S tổng bằng C12 nhân C12 trừ 6 cộng C12 nhân C12 trừ 8 cộng 6 nhân 8. Bằng 2 nhân C12 bình phương trừ 14 nhân C12 cộng 4 nhân 12. Ta có 2C12 mũ 2 bằng 2S tổng cộng 2S tam giác. 2C12 mũ 2 bằng 2 nhân C12 bình phương trừ 14 nhân C12 cộng 4 nhân 12 cộng 10 nhân 12. 14 nhân C12 bằng 14 nhân 12. Vậy, C12 bằng 12. Cạnh hình vuông là 12 dm. Bước dựng hình, bước 1, từ đỉnh C vẽ 1/4 đường tròn L bằng 12 dm. Xác định đỉnh D và F, từ D và F vẽ E. Bước 2, vẽ đường tròn tâm A đường kính DE cắt 1/4 đường tròn tại H. Kẻ đường AH cắt EF tại B. Bước 3, tại B vẽ đường tròn bán kính L bằng BH bằng BF bằng 4 dm. Dựng xong tam giác ABC và hình vuông CDEF. Câu hỏi nâng cao, nếu không biết EA bằng 6 dm mà cho biết DA bằng 6 dm, hãy thiết lập phương trình và giải hệ để có kết quả C12 bằng 12. Gợi ý, có thể dùng phương pháp giả sử của học sinh lớp 5 để tìm kết quả vừa nhanh vừa an toàn và ít sai sót. Nhận xét gì về góc ACB? Ta chứng minh được, CA là phân giác góc DCH, CB là phân giác góc HCF, mà góc DCF bằng góc DCH cộng góc HCF là góc vuông 90 độ. Vậy, góc ACB bằng 45 độ. Vậy, 2 nhân S ABC bằng AC nhân BC chia căn 2. Mà 2S nhân 2L lớn bằng AC nhân BC nhân AB. Suy ra 2L lớn bằng 10 nhân căn 2. 2L lớn bằng 5 căn 2 bằng 7,07106,78119. Câu hỏi thứ 7 bis. Tiếp theo câu hỏi thứ 5. Đây là câu hỏi thách thức. Yêu cầu người giải không được phép sử dụng hình học lượng giác, hình học giải tích, thuật toán phần mềm để giải quyết vấn đề. Dựng tứ giác đều khi biết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy 185 dm, cao 128 dm và CA là phân giác góc DCB. Trên đoạn DA xác định điểm X, sao cho XD bằng XY với XY là đường cao tam giác XCA. Dựa vào kết quả tìm được vẽ các chia phân giác chia góc DCB thành 4 phần bằng nhau. Bài toán hình học này chỉ còn cách giải bằng đại số. Gợi ý, bước 1, gọi C22 là cạnh hình vuông. Ta có x bằng 185 trừ C22. Dự đoán x bằng 9 vì đây là bài toán chuẩn lớp 1 nên nghiệm là nghiệm nguyên. Tính tổng diện tích các hình tam giác vuông. Ta có 2C22 mũ 2 bằng 2S tổng cộng 2S tam giác. C22 mũ 2 chia 128 bằng 370 trừ 128. C22 bằng căn bậc 2, 242 nhân 128. C22 bằng 176. Dựa vào các thông số 128 và 176 và 185 để vẽ hình vuông và tam giác. Bước 2, trên đoạn DA xác định điểm X, sao cho XD bằng XY với XY là đường cao tam giác XCA. Bài toán hình học này chỉ còn cách giải bằng đại số. Gợi ý, hãy lập các phương trình và tìm nghiệm như bước 1, vậy sẽ tìm được đáp số là XD bằng XY bằng 57 dm. Bước 3, vẽ các chia phân giác, tia CX bằng 1/4 góc DCH, tia CY bằng 2/4 góc DCB, tia CZ bằng 3/4 góc DCH, tia CH bằng 4/4 góc DCB. Bài toán thách đố tỷ USD ở Trung Quốc, không thể dùng kiến thức từ lớp 11 trở xuống để giải bài toán dành cho học sinh giỏi 11 tuổi được thách đố cả tỷ USD. Một hình vuông cạnh 8cm chứa một hình tròn tiếp xúc với bốn cạnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây, phần giao của hình tròn này với hai cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 8cm. Thì, đáp án là, đáp số cuối cùng, DT bằng 18,73680129 bằng 64 trừ 16 nhân pi, nhân 3 chia 4 trừ 0,93248754741 nhân 2. Đề bài, một hình vuông cạnh 10cm chứa một hình tròn tiếp xúc với bốn cạnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây, phần giao của hình tròn này với hai cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Gợi ý, HE bằng 5 mũ 4 chia 100 trừ 5 mũ 3 chia 100 căn 7, bằng 2,94281086612. DE bằng AH bằng 10 trừ căn 100 trừ 2,94281086612 mũ 2, bằng 0,44281086612. HB bằng căn 100 trừ 2,94281086612 mũ 2, bằng 9,557189188. E là điểm chuẩn, là giao điểm của hình tròn tâm O, bán kính 5cm với cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm.
Đáp số cuối cùng, DT bằng 29,27625,19056. Bằng 100 trừ 25 nhân phi, nhân 3 chia 4 trừ 1,45701,7924 nhân 2. Chấm chấm chấm, tính tổng diện tích các hình tam giác vuông. 2S tổng bằng 128C20.